xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trông tre đùa xóm dưới, run run môi cười như thua còn đôi. Sông con đò ngang khoan hơi khoan hò, em về chăm lo việc nhà thóc lúa vun vườn cả liếp xưa. Em ơi khoan hò khoan, lúa chín tô mồi bao ê chề, tới mùa đơm bông hơi ngàn lối sông gặt nhành. Tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao yên mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông hương hẹn chạy miền cứu long, hai ta ước thề thầy thắm tình duyên quê. Trông tre đùa xóm dưới, run run môi cười như thua còn đôi mươi. Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang khoan hơi khoan hò, em về chăm lo việc nhà thóc lúa vun vườn. Trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao in mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông hương hẹn chạy miền cứu long, hai ta ước thề thầy thắm tình duyên quê. Gái miền sông hương hẹn chạy miền cứu long, hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào lòng. Anh cuốc vườn sau, mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu vì em ước mong đây đó chung lòng. Gió sao ao bèo, em thương anh không kể là giàu nghèo, miệng răng tinh đặng sơn keo, núi cao anh cũng trèo, sông sâu anh cũng lội vạt, đèo anh cũng qua. Gió lay cành đá, em thương anh thật thà. Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dăm miếng trầu cây, cau trắng một buồng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một túp lều tranh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mai dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắm mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời sum vầy thì đâu khó chi lấp biển và trời. Chọn ngày lễ
hai bên gia đình hôm nay hai bên gia đình tổ chức lễ ăn hỏi và giao nhận theo quê hương. Tôi rất hân hạnh được đại diện cho gia đình và dòng họ bên nhà gái toàn bộ về chi lễ. Hiện giờ tôi đã đại diện cho gia đình và dòng họ đã nhận đầy đủ. Xin mời chú Bất Đạt vào thắp hương để bái kiến gia tiên và sau nữa là lấy cầu sau muốn để ta nước và bổ trợ bổ sau rồi cho các cháu và người quốc của nước các cụ đứng hai bên. Mời xin cảm ơn tất cả các cụ các ông các bà có mặt ở buổi hôm nay. Mời xin được kính mời các cụ các ông ăn cầu uống nước chúc phúc cho hai cháu và mừng chúc mừng cho hai bên gia đình. Cảm ơn tất cả các cụ.
hôm nay ông bà Chính Lung có đón nhận đám tổ chức gia đình. Hôm nay là ông bà Chính Lung có tổ chức lễ ăn hỏi cho cháu và xin lỗi người một thay mặt cho gia đình ông bà Chính Lung kính mời các cụ ông các bà ăn chầu uống nước và cùng hạnh phúc cho các cháu. Và sau đây xin kính mời một vị đại diện cho gia đình nhà gái đi có đôi lời phát biểu, xin mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác và toàn thể những vị quý của gia đình, tôi rất hài lòng được đại diện cho khách lần họ nhà gái. Tôi rất vui được gặp như sau. Kính thưa các cụ, các ông, bà, các bác, ông bà Chiến Trung sinh ra cháu nhật, ông bà cướp thật sinh ra cháu duyên. Trải qua một thời gian dài, các cháu làm bạn với nhau và đã thương tìm hiểu và yêu thương nhau và đã được sự đồng thuận của hai bên gia đình. Hôm nay đây, hai bên gia đình được sự nhất trí của các cụ, hai bên có hai bên gia đình tổ chức lễ ăn hỏi các cháu. Về phần lễ nghi đã hoàn tất, bên gia đình còn nhiều cái tôi rất vui hôm nay được làm trưởng đoàn của phái đoàn họ nhà trai à họ nhà gái. Ông bà cướp thật có thù bàn nguyện cây trầu các cháu ta để làm hương vân các cụ thế này. Thế thì như vậy là báo cáo cho tất cả các cụ, các ông, tất cả các bác. Tôi một năm còn đến một tháng còn đến một ngày và hôm nay còn đến một giờ, giờ rất đẹp, ngày rất lành. Ông bà thật có sửa biệt cây cầu cho cháu về để làm thủ tục bái gia tiên để làm một thành viên của gia đình. Thế thì tôi xin thay mặt cho các bạn bè nhà trai xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà có mặt đông đủ trong gia đình. Đây là cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác và sức khỏe mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin được cảm ơn và cảm ơn. Rồi một vị đại diện cho gia đình nhà gái đã lên đại ca